hai bố con nọ đang lái xe trên đường thì không may bị tai nạn. Người cha chết, còn người con trai may mắn sống sót nhưng bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện. Cậu bé cần phải được phẫu thuật ngay. Khi bác sĩ vào phòng thấy bệnh nhân thì đã nói rằng đó là con trai tôi. Vậy, người bác sĩ là ai? Có quan hệ gì với cậu bé? Vị bác sĩ đó chính là mẹ cậu bé. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.